Và chúng tôi đã hoàn thành công trình vẽ tranh cho anh chủ nhà này. Yeah, sắp được về nhà rồi. Ấy, mà nhìn anh này quen quen nha. Ôi trời ơi, nay tôi được làm việc với người nổi tiếng hả trời? Quá đã! Sao rồi, ngay lúc này chú cảm nhận thế nào sau khi vẽ xong công trình này? Đau đầu, chóng mặt, mỏi cổ. Ôi, cái cảm giác thật là tệ hại. Chúng tôi đang đi chặng đường dài 150 cây số và sắp tới nơi rồi. Và mình đang có mặt tại Hồ Đạ Tẻ. Rất là rộng nha mọi người. Hôm nay chúng tôi lên tới trên này có một công trình vẽ ở gần đây. Công trình vẽ thì cách đây khoảng 2 cây số thôi. Đã tới giờ trưa rồi, chúng tôi phải nghỉ ngơi để chiều bắt đầu cho cuộc chiến mới thôi. Hay, ngủ chưa đã giấc đã phải đi làm rồi. Mới vào là chúng tôi khởi động lắp được nguyên bộ dàn giáo, anh em thấy thế nào? Tính ngủ hẳn cả ra. Bao nhiêu cơm ăn lúc trưa tiêu sạch rồi. Wow, sao cái này nhìn ngon quá vậy? Ngon quá hả? Cậu muốn ăn thử không? Không 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 không, còn đùa đó. Công đoạn đầu tiên chúng tôi phải làm là lót toàn bộ nền bề mặt của trần. Lót nền thì cũng đơn giản thôi, lăn lăn vậy thôi nè. Trời ơi, khép cái tay lại. Bước tiếp theo là vẽ mây. Hãy ra ngoài trời và nhìn ngắm mây trên trời. Sau đó chúng ta hãy vẽ lại y như vậy. Ôi ôi ôi, chóng mặt quá, chắc tôi chợt mơ. Rồi thì bây giờ hoa lá chuẩn bị mọc đây. Người ta trồng mấy năm mới ra lá kết hoa, nhưng chúng tôi chỉ cần 2 đến 3 ngày là mọc sum suê như vậy rồi. Cảm giác ươn lặn nhất của tôi là ngay lúc này đây. Ôi trời ơi, cái dàn nó lắc lư. Ôi thoát nạn là hên quá. Và tiếp tục ngày thứ hai, chúng tôi khởi động năng lượng buổi sáng bằng việc dậy sớm và đi uống cà phê. Trời ơi, nhà tôi đâu dậy sớm như vậy tôi đâu. Tôi thích uống nước ngọt hơn. Wow, khế à? Ăn khế chả vàng à? Cậu đã nghe câu chuyện đó chưa? Tôi chưa nghe. Thì nữa tôi kể cho cậu nghe nha. Ừ, thử kể nghe chơi. Thì ngày xưa. Xưa ơi, kể lớn xưa. Lớn cho chú nghe với nào. Có một khu vườn đằng sau nhà. Khu vườn ấy rất rậm rạp và nhiều côn trùng. Đặc biệt có rất nhiều trái cây. Trong đó có một loại cây rất sai trái, đó là cây khế. Ê nhầm, cây chôm chôm. Đây, cây chôm chôm đây rồi. Rồi ngon nha, tới công chuyện với tôi rồi đó. Nè cậu, ăn chôm chôm đi à, tôi kể chuyện cây khế tiếp cho nghe. Nè cầm đi. Rồi ok, cảm ơn nha. Không có gì đâu, cứ vẽ đẹp đẹp lên, tôi sẽ hái cho vài ký đem về. Nè chú ơi, ăn chôm chôm đi nè. Câu chuyện cái nội dung chủ yếu là ăn khế trẻ chôm chôm. Tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thành 80% quá trình hoàn thiện công việc. Vậy là chỉ còn 25% nữa thôi là chúng tôi có thể được về nhà rồi. Alo ông nội, ông có biết tính không vậy? Còn 20% nữa mới đúng chứ? Biết chứ, để tôi đếm cho ông xem nè. 4.992, 4.993, 4.994, 5.556, 5.555. Thôi, làm đủ tiến độ buổi sáng rồi, nghỉ thôi. Rồi, bây giờ mọi người ráng ngủ một giấc thật là dài để chiều có sức làm việc nha. Cho người ta ngủ có 5 phút mà dài gì? Tại hút xong điếu thuốc này là cũng đến lúc đi luôn chứ còn ngủ nghe gì nữa. Vậy là cũng qua 5 ngày và công việc của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Và việc cuối cùng là gỡ dàn giáo ra thôi. Rồi xong rồi đó, dễ như trở bàn tay mà. Rồi sao nào, đã thấy hài lòng với tác phẩm của mình chưa? Hài lòng thì hài lòng rồi đó. Nhưng mà cái cổ ta vẽ lâu quá, giờ nó bị cứng rồi.
không có gạch cổ xuống được. Ai, cuối cùng thì cái cổ nó cũng chịu bình thường trở lại. Về phải thay cổ khác thôi. Và bây giờ đây xin mời toàn thể mọi người chúng ta hãy cùng chiêm ngắm lại toàn bộ tác phẩm của chúng tôi. Mời mời, chúc anh mau chóng hoàn thành căn nhà mới này.